độ cao hơn của chất chống oxy hóa trong máu có liên quan đến việc giảm nguy cơ mất trí nhớ. Nghiên cứu tương ứng đã được công bố trên Neurology. Mở rộng chức năng nhận thức của con người là một thách thức quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng. Maya Baydua, tiến sĩ MPS thuộc Viện Quốc gia về Lão hóa của Viện Y tế, một trong những tác giả của nghiên cứu, cho biết. Bà nói thêm, chất chống oxy hóa có thể giúp bảo vệ não khỏi stress oxy hóa có thể gây tổn thương tế bào. Đối với nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu từ các cuộc điều tra khám sức khỏe và dinh dưỡng quốc gia lần thứ 3 được thực hiện từ năm 1988 đến 1994 cùng với dữ liệu tiếp theo. Dữ liệu bao gồm các xét nghiệm về nồng độ vitamin A, C và E trong máu cùng với nồng độ carotenoid, huyết thanh và hồ sơ về chứng mất trí và bệnh Alzheimer. Nhìn chung, nghiên cứu bao gồm 7.283 người tham gia được theo dõi trong thời gian trung bình từ 16 đến 17 năm. Họ được chia thành 3 nhóm dựa trên mức độ chống oxy hóa trong máu của họ. Cuối cùng, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng nồng độ lutein và zeaxanthin trong huyết thanh có liên quan đến việc giảm nguy cơ mất trí nhớ do mọi nguyên nhân. Mỗi sự gia tăng độ lệch chuẩn của mức lutein và zeaxanthin khoảng 15,4 micromole lít có liên quan đến việc giảm 7% nguy cơ sa sút trí tuệ. Mức độ cao hơn của beta-cryptoxanthin, một sắc tố carotenoid tự nhiên được tìm thấy trong vỏ cam, lòng đỏ trứng và táo, cũng có liên quan đến việc giảm tỷ lệ sa sút trí tuệ. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng mọi sự gia tăng độ lệch chuẩn trong máu 8,6 micromole lít có liên quan đến nguy cơ sa sút trí tuệ thấp hơn 14%. Các nhà nghiên cứu nói rằng phát hiện của họ có thể bị hạn chế vì chúng dựa trên các phép đo máu đơn lẻ và do đó có thể không phản ánh mức vitamin và carotenoid theo thời gian. Hơn nữa, mối liên hệ giữa các hợp chất này và nguy cơ sa sút trí tuệ trở nên yếu hơn khi xem xét các yếu tố như giáo dục, thu nhập và hoạt động thể chất. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!